7. Chỉ nhờ một việc nhỏ cũng có thể làm số phận bạn thay đổi. Con người ai cũng đã có số mệnh định sẵn, tùy vào đức nghiệp kiếp trước tạo thành theo đúng nhân quả. Tuy nhiên không phải là không có cách hóa giải vận rủi. Người làm việc tốt ắt tích đức và được phúc báo, những ai làm chuyện xấu, điều ác chắc chắn sẽ phải trả món nợ nặng mà không thể có cuộc sống an bình suôn sẻ. Chiều nhà Thanh có dòng họ đổ sống cảnh bần hàn, không ai đủ đạt thành danh, con cái đều làm nông hoặc buôn bán nhỏ lẻ, mãi không thể phất lên nổi. Cả dòng họ nhiều đời đều như vậy nên đi ra ngoài lúc nào cũng cảm thấy tự ti vì thua kém thiên hạ. Trong Đỗ gia có một gia đình nhỏ gồm cặp vợ chồng và một người con trai. Cả nhà đều làm nông, con trai họ dù chăm chỉ tới đâu cũng chỉ xếp hàng chót ở trường, ai nấy đều phiền muộn. Lớn lên cha mẹ lần lượt qua đời, người con trai muốn theo nghề nông nhưng sức khỏe lại yếu, ốm vặt quanh năm nên đành buôn dâu ngoài chợ chỉ mong đủ miếng cơm qua ngày. Mỗi khi thấy bạn bè cùng lứa xông xin áo gấm vợ con đề huề, anh cũng thấy chạnh lòng nhưng chả biết than ai. Rồi tai họa ập tới chấn nơi anh ở. Sâu bệnh hoành hành thêm thời tiết khắc nghiệt khiến hoa mùi chết hết. Gia súc gia cầm cũng chết theo. Người người lâm vào cảnh khốn cùng. Ăn xin đầy đường lầm than không kể xiết. Họ Đỗ vốn đã nghèo nàn nay càng thêm khó khăn. Không có gì để buôn bán. Anh đành gặm mấy tấm mí chồng trước cửa cầm hơi, nghĩ không biết cầm cự được tới bao giờ. Ngày nọ vào buổi tối rét mướt, họ Đỗ co do trong chiếc chăn mỏng với cái bụng đói meo ngồi buồn trong nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Anh ra mở thấy trước cửa là hai mẹ con nhìn gầy gò tiều tụy. Đứa trẻ trong tay mẹ như mới hơn tuổi nhưng bé xíu, lã đi vì đói. Người mẹ tưởng như đứng không vững, cả khuôn mặt chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đang ánh lên vẻ van nài cầu xin. Xin bố thí cho mẹ con tôi chút gì, con tôi còn nhỏ không có gì ăn. Tôi cả tuần nay chỉ gặm cỏ và lá mà bây giờ cũng chả còn gì để nhét vào bụng. Mẹ con tôi sắp chết rồi, đến nhà nào họ cũng xua đuổi, khổ quá, xin hãy giúp với, người mẹ thều thào nói như dốc hết sức lực. Họ Đỗ nhìn thấy vậy rất thương vội bảo vào nhà, nhường chiếc chăn mỏng độc nhất cho cô ủ ấm đứa trẻ, lấy nước ấm cho hai mẹ con uống. Lục khắp nhà không còn gì để ăn, đang buồn dầu không biết làm sao cứu đói khẩn cho họ thì họ Đỗ bỗng phát hiện một củ khoai nằm tích dưới bếp. Kỳ lạ thay, họ Đỗ chưa bao giờ nhìn thấy củ khoai đó, nó tròn trịa và nhìn tươi ngon. Khi đó bụng họ Đỗ sôi réo ầm ầm, tưởng chừng như cầm luôn củ khoai lên nuốt chửng vào bụng cho đã cơn đói cồn cào ruột gan. Nhưng ý nghĩ đó lập tức tiêu tan khi họ Đỗ nhớ tới hai mẹ con thiếu phụ gầy guộc đang chờ mình cứu. Họ Đỗ mang củ khoai lên cho hai mẹ con. Bụng đói cồn cào nhưng nhìn họ như tỉnh dần, anh thấy lòng ấm áp. Tối hôm đó họ Đỗ ôm bụng đói đi ngủ, nhưng thấy ấm lòng vì anh đã giúp cho hai sinh linh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, họ Đỗ không thấy hai mẹ con đâu. Bước ra vườn nhà thì thấy vườn cây tươi tốt, da hoa, da trái chữ quả như trong truyện cổ tích. Mọi khó khăn cứ thế dần qua, họ Đỗ buôn mâu bán đất khác hẳn trước đó và chẳng mấy chốc trở nên giàu có, lấy vợ đẹp sinh con không sống với nhau hạnh phúc và dứt thọ. Khi đã giàu có rồi, họ Đỗ vẫn không quên làm việc thiện, giúp đỡ mọi bà con trong họ. Nhân quả luôn tồn tại, con người ai cũng có số mệnh, nhưng vận mệnh của họ có thể đổi thay nếu kiếp này sống lương thiện. Ông trời luôn có mắt là vì thế. Biên dịch từ Secret China. Ha ha ha, 问什么的说呵。